Ở video trước chúng ta đã nghiên cứu những mô hình nến đảo chiều khác, đó là mô hình Harami trong phần đầu của chương 6. Trong video này chúng ta tiếp tục nghiên cứu các mô hình đảo chiều khác nhưng kém đặc trưng hơn. Tuyrotop và Bottom. Mẫu hình Tuyrotop, trong một xu hướng tăng, một Tuyrotop được hình thành, nó bao gồm hai hoặc nhiều cây nến cùng chạm đỉnh, có những mức giá cao gần như nhau. Chúng có thể được tạo thành từ thân, bóng nến, và hoặc Dori. Mẫu hình Tuyrotop, trong một xu hướng giảm, một Tuyrotop được hình thành. Nó bao gồm hai hoặc nhiều cây nến cùng chạm đáy, có những mức giá thấp gần như nhau. Chúng có thể được tạo thành từ thân, bóng nến, và hoặc Dori. Chúng làm tăng thêm sự chính xác của mẫu hình khi chúng xuất hiện sau một sự mở rộng về giá hoặc chứa đựng những mẫu hình giảm giá cho một sự đảo chiều ở đỉnh hoặc tăng giá cho một sự đảo chiều ở đáy. Hình 6.13 đến 6.18 chi tiết hóa khái niệm này. Hình 6.19 minh họa Tuyrotop và Bottom. Tuyrotop được xác nhận khi ngày thứ 2 hoàn thành một mẫu hình Ingulfing giảm giá. Tuyrotop một minh họa một ngôi sao. Lưu ý rằng Tuyrotop hai ngày này là một lần kiểm tra thành công mẫu hình piercing từ tuần trước đó. Tuyrotop 2 là một tập hợp của hai hammer. Sự kết hợp của hai chỉ báo này, Tuyrotop và hammer, làm cơ sở cho quá trình tăng giá. Hình 6.2 không chỉ ra rằng mức giá thấp nhất vào ngày 24 tháng Giêng, gần $95, được kiểm tra lại một tuần sau. Sự kiểm tra này không những thành công, mà còn tạo ra một mẫu hình Ingulfing tăng giá. Hình 6.21 chỉ ra một Tuyrotop 2 ngày thiết lập một mẫu hình Ingulfing tăng giá. Hình 6.22 minh họa một hang riêng mang đi theo một thân nến trắng dài. Những mức cao của cả hai tuần này, cũng như tuần tiếp theo, gần như có cùng giá trị. Như vậy tạo ra một Tuyrotop. Hai thân nến đầu cũng là một mẫu hình Harami. Hình 6.23 chỉ ra một biến thể của một mẫu hình Evening Star phát triển cuối tháng 6. Thân nến trắng đã trở thành là một vùng kháng cự như được chứng minh bởi hang riêng mang của tuần sau. The hang riêng mang chạm mức giá cao của tuần trước và dớt xuống. Điều này tạo ra một Tuyrotop. Tháng 8 năm 1987, những đỉnh, như trong hình 6.24, thân nến trắng dài đi theo bởi một Dori hình thành một Tuyrotop mà đỉnh giá như sự kháng cự của tuần tiếp theo. Không kể Tuyrotop, một Dori sau một thân nến trắng dài ở mức giá cao thì đã nguy hiểm. Đặc tính này được bàn chi tiết trong chương 8. The Bell Hone. The Bell Hone là một thân nến riêng lẻ có thể là tăng hoặc giảm giá. The Bell Hone tăng giá là thân nến trắng mạnh mẽ mà mở phiên ở mức giá thấp hoặc với một bóng dưới rất nhỏ và tăng giá trong phần còn lại của phiên. Trong hình 6.25, thị trường ở tại một vùng giá thấp và Bell Hone tăng giá dài xuất hiện thì nó dự báo một xu hướng tăng. The Bell Hone giảm giá, hình 6.26, là thân nến đen dài mở ở mức cao của phiên và sau đó giảm suốt phiên. Nếu giá đang ở mức cao, thì sự xuất hiện của Bell Hone giảm giá là một sự đảo chiều ở đỉnh. Độ cao của thân nến The Bell Hone càng lớn thì tín hiệu của nó càng có ý nghĩa. Hình 6.27 cho thấy Bell Hone một báo hiệu một sự tăng giá. Bell Hone 2 xác nhận một Tuyrotop khi nó gặp lại mức giá thấp của tuần trước. Một sự tăng giá xảy ra sau đó mà chấm dứt với một mẫu hình Harami vài tuần sau. Mẫu hình Shooting Star là dấu hiệu đầu tiên của sự rắc rối trong hình 6.28, phiên tiếp theo The Bell Hone giảm giá đã xác nhận một đỉnh. Hình 6.29 là ví dụ của mẫu hình The Bell Hone giảm giá giữa tháng 2. Quá trình sell-off xảy ra sau đó rất rõ ràng, nhưng ngắn gọn khi một mẫu hình Morning Star tăng giá chỉ ra một đáy. Upsigap Tukyao. Một mẫu hình Upsigap Tukyao được minh họa trong hình 6.30. Upsigap là khoảng trống tạo bởi giá mở của thân nến đen nhỏ và giá đóng của thân nến trắng dài đi trước nó. Hai thân nến đen là những kiao trong mẫu hình này. Nó tương tự như việc những con quạ đen liên tục báo điềm xấu. Dựa vào sự so sánh, cho ta biết mẫu hình này là mẫu hình giảm giá.
Một Oxy Gap Tool giao lý tưởng là giá mở của thân nến đen thứ hai cao hơn giá mở của thân nến đen thứ nhất và giá đóng của nó thấp hơn giá đóng của thân nến đen thứ nhất. Nhân tố căn bản của mẫu hình giảm giá này như sau: thị trường đang trong một xu thế tăng, giá mở cao hơn và tạo ra một khoảng trống tăng giá. Đỉnh mới không được duy trì và thị trường hình thành một thân nến đen. Nhưng những người mua vẫn nắm quyền kiểm soát bởi vì giá đóng của thân nến đen này vẫn cao hơn giá đóng của thân nến trước đó. Phiên giao dịch thứ 3 xuất hiện một dấu hiệu giảm giá với một đỉnh mới khác và sự thất bại trong việc duy trì đỉnh này cho đến khi đóng phiên. Tiêu cực hơn, đó là phiên giao dịch này kết thúc thấp hơn mức đóng phiên trước đó. Nếu thị trường là rất mạnh, tại sao đỉnh mới lại không được duy trì và tại sao thị trường lại kết thúc ở mức thấp hơn? Đó là câu hỏi mà những người mua đang tự hỏi mình. Câu trả lời là có lẽ thị trường không mạnh như họ tưởng. Nếu phiên tiếp theo, phiên thứ tư, thị trường không duy trì ở mức cao đó thì giá sẽ giảm xuống thấp hơn. Có một mẫu hình liên quan mà thoạt nhìn có nét gì đó giống với Oxy Gap Tool Giao. Khác biệt ở chỗ, đó là mẫu hình tăng giá trong thị trường tăng. Nó là một trong vài mẫu hình tiếp diễn, sẽ được trình bày trong chương 7. Nó có tên gọi là mẫu hình Macron. Ba thân nến đầu tiên tương tự mẫu hình Oxy Gap Tool Giao, nhưng có một nến đen khác theo sau đó. Nếu nến tiếp theo là trắng và nằm trên bóng trên hoặc kết thúc trên mức cao nhất của nến đen cuối cùng thì việc mua vào được đảm bảo. Mẫu hình này có thể có 2, 3 hoặc 4 nến đen. Cả hai mẫu hình Oxy Gap Tool Giao và Macron tương đối hiếm xảy ra. Hình 6 32 là một ví dụ điển hình của mẫu hình Oxy Gap Tool Giao. Vào đầu tháng 2, hai giao nằm trên một nến trắng dài. Mẫu hình này là sự kết thúc của đợt dịch chuyển đã bắt đầu một tháng trước đó. Trong hình 6.33, chúng ta có thể thấy vào ngày 27 tháng 11, đồng được đẩy lên cao với một nến trắng dài. Đỉnh mới trong hai phiên giao dịch sau đó không được duy trì. Hai nến đen và nến trắng trước đó đã hình thành mẫu hình Oxy Gap Tool Giao. Thị trường tiếp tục giảm cho đến khi mẫu hình Doji Sota và Twitter Bottom hình thành nền tảng của một đáy mới. Hình 6.34 là một ví dụ kinh điển của mẫu hình hiếm, Macron. Một nến trắng dài theo sau là một nến đen với một khoảng trống tăng giá. Hai nến đen nhỏ khác theo sau nến trắng đã hoàn thành mẫu hình Macron. Lưu ý là mẫu hình không khác nhiều so với mẫu hình Oxy Gap Tool Giao, nhớ rằng Macron có thể có 3. Thay vì chỉ hai nến đen nhỏ như mẫu hình Oxy Gap Tool Giao. Sự khác nhau chính đó là sự xuất hiện của nến trắng vào lúc kết thúc đổi mẫu hình thành tăng giá. Vì vậy, với mẫu hình Oxy Gap Tool Giao, tôi đề nghị bạn nên đặt điểm dừng lỗ trên điểm cao nhất của thân nến đen thứ hai. Thì Black Giao. Oxy Gap Tool Giao có hai thân nến đen. Nếu có ba thân nến đen giảm liên tiếp thì gọi là mẫu hình Thi Black Giao, xem hình 6. 35. Thi Black Giao chỉ ra những giá thấp hơn nếu nó xuất hiện ở mức giá cao hoặc sau một đợt tăng giá. Thi Black Giao đôi khi cũng được gọi là Thi Winred Giao. Người Nhật có một câu, tình xấu có cánh. Điều này có thể dùng để ám chỉ mô hình Thi Winred Giao. Thi Black Giao, như tên gọi của nó, có ba nến đen. Giống với cảnh một bầy quạ đen trên cây đang chỉ báo cái chết, mẫu hình Thi Giao ngụ ý giảm giá. Ba nến này sẽ đóng cửa tại mức thấp nhất trong phiên, hoặc là gần đó. Giá mở cửa cũng nằm trong khoảng thân nến của phiên giao dịch trước đó. Các nhà phân tích cũng thích thân của nến đầu tiên trong ba nến giao đó nằm dưới mức cao nhất của nến trắng trước. Hình 6.36 là ví dụ điển hình của mẫu hình Thi Giao. Vào giữa tháng 6, mẫu hình Thi Black Giao xuất hiện. Một mẫu hình Thi Black Giao khác cũng xuất hiện vào giữa tháng 7. Mẫu hình Thi Black Giao tháng 7 là sự thất bại của đỉnh từ Thi Black Giao tháng 6, gần mức 33.000. Nó tạo thành mẫu hình hai đỉnh, Double Top. Hình 6.37 là ví dụ khác của mẫu hình này. Ngày 15 tháng 6 là ngày đầu tiên của ba nến giao. Một điều thú vị của ba nến giao này là giá mở cửa của nến thứ hai và thứ ba nằm tại hoặc rất gần giá đóng cửa của nến đen đầu tiên. Nó gần như là mẫu hình Thi Giao chuẩn. Nó được coi là mẫu hình đặc biệt giảm giá, nhưng là mẫu hình rất hiếm. The Counteract.
counteract được hình thành khi một thân nến có màu đối lập so với nến trước đó có cùng mức giá đóng cửa. Cách tốt nhất để mô tả mẫu hình này là quan sát hình 6.38 và 6.39. Hình 6.38 là một ví dụ của counteract tăng giá. Mẫu hình này xuất hiện trong thời kỳ giá giảm. Thân nến đầu tiên của mẫu hình là thân nến đen dài. Phiên tiếp theo mở cửa ở mức rất thấp. Tại điểm đó, người bán đang vẫn rất tin tưởng vào thị trường. Người mua sau đó đã có sự thay đổi bằng cách đẩy giá lên, đóng phiên ở mức đóng của phiên trước đó. Xu hướng giảm giá đã bị hãm lại. Counteract tăng giá được so sánh với mẫu hình Piercing tăng giá. Nếu bạn còn nhớ mẫu hình Piercing, cũng có hai nến như Counteract. Điểm khác nhau chính là mẫu hình Counteract giá không thường di chuyển trong khoảng giữa thân nến trước đó. Nó chỉ quay lại đến giá đóng cửa của phiên đó. Nến thứ hai của mẫu hình Piercing thì giao dịch thực sự trong khoảng thân của nến đen. Do đó, mẫu hình Piercing tăng giá là mẫu hình đảo chiều đáy quan trọng hơn Counteract tăng giá. Tuy nhiên, qua những ví dụ sau đây, mẫu hình Counteract cũng cần được lưu tâm. Mẫu hình Counteract tăng giá cũng gần giống với mẫu hình Innet giảm giá, xem chương 4. Hình 4.31. Sự khác nhau đó là nến trắng của mẫu hình Counteract thì dài hơn nến trắng của mẫu hình Innet. Nói cách khác, với mẫu Counteract, thị trường mở của ở mức thấp hơn rất nhiều và sau đó quay ngược trở lại đến giá đóng cửa của phiên trước đó, trong khi mẫu Innet mở cửa ở mức thấp hơn một chút và sau đó tăng trở lại gần mức đóng cửa trước đó. Hình 6.39 minh họa mẫu hình Counteract giảm giá. Đó là mẫu hình đảo chiều đỉnh. Nến đầu tiên là một thân nến trắng dài. Rồi thân nến sau đó thì mở cửa ở mức cao hơn. Sau đó, người bán bắt đầu đấu tranh và đẩy giá giảm xuống giá đóng cửa ngày trước đó. Những người mua lạc quan ở lúc mở cửa của ngày thứ hai có lẽ đã nhận ra sai lầm khi đóng cửa. Mẫu hình Counteract tăng giá có liên hệ với mẫu hình Piercing. Như vậy mẫu hình Counteract giảm giá cũng có sự liên hệ với mẫu hình Dark Cloud Cover. Mẫu hình Counteract giảm giá giống như Dark Cloud Cover. Mở cửa trên mức cao nhất của ngày trước đó. Không giống với Dark Cloud Cover, giá đóng cửa của Counteract không nằm trong khoảng thân của nến trắng trước đó. Do đó, Dark Cloud Cover đưa ra tín hiệu đảo chiều đỉnh mạnh hơn mẫu hình Counteract. Một sự xem xét quan trọng của những mẫu hình Counteract này là nếu phiên giao dịch thứ hai mở của ở rất cao, trong trường hợp Bearish Counteract, hoặc rất thấp, trong trường hợp Bullish Counteract, so với giá đóng cửa của phiên trước đó. Điều đó có nghĩa là vào lúc mở cửa của ngày thứ hai trong mẫu hình này, thị trường sẽ dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng của xu hướng chính. Ngạc nhiên quá! Đến lúc đóng cửa, nó di chuyển trở lại để không làm thay đổi giá của phiên trước đó. Vào ngày 29 tháng 5, trong hình 6.40, thân nến trắng dài củng cố xu hướng tăng giá từ sự vận động bắt đầu vào tuần trước. Đủ chắc chắn. Vào ngày 30 tháng 5, thị trường có thể tăng lên trước từ lúc mở cửa. Tuy nhiên, nó đã giảm xuống từ lúc đó trong suốt thời gian còn lại của phiên giao dịch. Đến lúc đóng cửa, thị trường đã giảm trở lại và không làm thay đổi mức đóng cửa ngày trước đó. Hai phiên đó tạo thành mẫu hình Counteract. Hình 6.41 chỉ ra quá trình tăng giá kết thúc với mẫu hình Counteract giảm giá. Hình 6.42 chỉ ra rằng sự giảm giá liên tiếp và mạnh mẽ bắt đầu với mẫu hình Ingulfing giảm giá vào tháng 3 năm 1989 kết thúc với mẫu hình Counteract tăng giá vài tháng sau. Hãy nhớ rằng tất cả các chỉ báo đảo chiều xu hướng như mẫu hình Counteract chỉ cho bạn rằng xu hướng sẽ thay đổi. Nó không có nghĩa là giá sẽ đảo ngược xu hướng. Đây là ví dụ mẫu hình đảo chiều tăng giá chỉ báo xu hướng giảm giá trước đã kết thúc và chuyển sang đi ngang, sideways như thế nào. Ví dụ này cũng chỉ ra rằng giá đóng cửa không nhất thiết đồng nhất để tạo nên mẫu hình chuẩn. Trong hình 6.43, bạn có thể thấy giá đã giảm thế nào từ một shooting star đến khi mẫu hình Counteract tăng giá xuất hiện. Một điểm khẳng định khác về mẫu hình này là nó là một phiên giao dịch mở cửa dưới mức hỗ trợ cuối tháng 7, đầu tháng 8 nhưng dù sao mức đáy mới này không được duy trì. Nó chỉ ra rằng người bán đã không thể kiểm soát được thị trường.
Các bạn vừa nghe phần tiếp theo của chương 6, các mô hình đảo chiều khác. Bây giờ chúng ta đi nghiên cứu kỹ hơn về các mẫu hình nến đảo chiều này để có cái nhìn rõ ràng hơn và hiểu hơn về chúng. Mô hình đỉnh nhíp, Tweeter Top, bao gồm nhiều nến với các đỉnh nến ngang bằng nhau. Ngược lại, mô hình đáy nhíp, Tweeter Bottom, bao gồm nhiều nến với các đáy nến bằng nhau. Vùng nhíp có thể được tạo ra bằng cách dùng thân nến, bóng nến hoặc dory. Theo Nissan, 1991, trang 88, các mô hình nhíp không hoàn toàn là mô hình đảo chiều. Chúng nên được kết hợp cùng các mô hình nến khác. Biểu đồ minh họa mô hình Tweeter Top và Tweeter Bottom. Biểu đồ giá vàng ETP, GLR, mô tả một loạt các ví dụ về mô hình đáy và đỉnh nhíp. Ví dụ đầu tiên là mô hình nến nhận chìm giảm, Bearish Engulfing, có giá cao nhất của nến thứ hai bằng giá cao nhất của nến một. Ví dụ thứ hai là mô hình nến Harami với giá cao nhất của nến nhỏ giảm điểm thứ hai bằng với giá cao nhất của nến một tăng điểm. Ví dụ thứ ba là đáy của bốn cây nến đều bằng nhau, trong đó có một nến búa có giá thấp nhất đang test đường giá hỗ trợ bên dưới. Ví dụ thứ tư là mô hình nến nhận chìm giảm, với giá cao nhất của nến 2 bằng với giá cao nhất của nến 1. Cuối cùng là một biến thể của mô hình nến xuyên với đáy 2 nến bằng nhau. Mô hình Bullish Bellhorn. Bellhorn là một mô hình nến đơn. Một bullish bellhorn xảy ra khi giá mở cửa ở mức đáy và ngay lập tức tăng cao tạo ra một nến tăng dài. Mô hình bellhorn tăng còn được gọi là wide opening seven bottom, mô hình nến tăng với đáy không có bóng nến. Mô hình bearish bellhorn. Một bearish bellhorn xảy ra khi giá mở cửa ở đỉnh của ngày và sau đó đi xuống trong giai đoạn còn lại, tạo nên một nến giảm dài. Mô hình bearish bellhorn còn được gọi là black opening seven head, mô hình nến giảm với đỉnh không có bóng nến. Bellhorn dự báo xu hướng tăng hoặc giảm. Theo Nissan, 1991, T94, nếu một bullish bellhorn xảy ra ở mức giá thấp, nó dự báo một sự đảo chiều tăng. Tương tự, nếu một bearish bellhorn xảy ra tại vùng giá cao, nó báo hiệu một sự đảo chiều giảm. Hơn nữa, nến bellhorn có độ lớn thân nến càng lớn, tầm quan trọng của nó sẽ càng lớn, tức là khả năng đảo chiều càng cao. Cần lưu ý rằng nếu giá ở những nến sau giảm xuống dưới mức mở cửa, giá đáy của mô hình nến bellhorn tăng, thì mô hình sẽ không còn hiệu lực. Tương tự, nếu giá ở những nến sau tăng cao hơn mức mở cửa, giá đỉnh của nến bellhorn giảm, mô hình cũng sẽ vô hiệu. Biểu đồ minh họa bullish bellhorn. Biểu đồ trên của Silver ETP, Silver, minh họa một bullish bellhorn trên vùng hỗ trợ được vẽ bằng đường màu xanh. Nến bellhorn có giá mở cửa là một khoảng gap giảm vào vùng hỗ trợ. Ngay lập tức, phe mua nhảy vào thị trường và đẩy giá cao hơn và tạo ra một nến tăng dài. Biểu đồ minh họa bearish bellhorn. Biểu đồ trên của Russell 2000 Index ETP, EVWM, là một ví dụ hai nến liền nhau gồm nến trước đó và nến bellhorn tạo thành cặp nến bearish engulfing. Giá mở cửa của nến bearish bellhorn là một khoảng nhảy giá tăng từ cây nến trước đó. Tuy nhiên, giá sau đó giảm xuống nhanh chóng và đóng cửa tạo ra một nến giảm dài loại bỏ khoảng tăng giá của hai nến trước đó và bắt đầu một xu hướng giảm. Mô hình nến Upsi Gap Tukyao. Mô hình nến Upsi Gap Tukyao là mô hình cụm 3 nến xuất hiện khi giá đang trong xu hướng tăng và cho tín hiệu giá đảo chiều sang xu hướng giảm. Sau một đợt tăng giá, nến 1 là một cây nến tăng giá mạnh. Nến thứ 2 là nến giảm giá có khoảng chống giá, gap tăng, bên trên nến 1. Thân nến 2 phải nằm trên thân nến 1. Nến thứ 3 là một nến giảm giá có khoảng chống giá bên trên nến 2, nhưng đến khi kết thúc phiên giao dịch, giá đóng cửa lại nằm bên dưới nến thứ 2. Thân nến thứ 3 phải nhận chìm, bearish engulfing, thân nến thứ 2. Phân tích tâm lý mô hình Upsi Gap Tukyao. Nến 1 là nến tăng giá theo đà tăng của xu hướng cũ trước đó. Nến thứ 2 có gap up, có giá mở cửa cao hơn và tạo nên đỉnh mới cho xu hướng. Tuy nhiên,
giá đóng cửa thấp hơn gây bất ngờ cho bên mua vì họ vẫn là bên kiểm soát thị trường. Tuy vậy, bên mua vẫn cảm thấy thoải mái khi nến 2 vẫn đang đóng cửa bên trên nến 1. Nến thứ 3 là sự cố gắng của bên mua để tạo nên đỉnh mới cho xu hướng tăng. Giá xuất hiện gap up bên trên thân nến thứ 2. Tuy nhiên, áp lực tăng này không kéo dài được lâu và bên bán đã nắm bắt cơ hội để đẩy giá xuống bên dưới thân nến thứ 2. Ngay tại thời điểm này, bên mua hoàn toàn cảm thấy lo lắng bởi liên tục hai nến gắng sức tạo đỉnh mới cho xu hướng tăng hoàn toàn bị từ chối bởi bên bán. Cũng theo Nielsen, 1991, trang 98, nếu nến 4 không thể tạo đỉnh mới, các trader sẽ kỳ vọng giá giảm tiếp theo sau đó. Nielsen cũng cho rằng nếu các trader đặt lệnh bán thì nên đặt dừng lỗ bên trên đỉnh cây nến giảm giá. Biểu đồ minh họa mô hình Upsi Gap to Giao. Nến 1 là nến tăng giá. Nến 2 có gap up, khoảng chống giá tăng, và là một nến giảm có thân nến nhỏ với thân nến nằm bên trên nến 1. Nến 3 của mô hình lại xuất hiện gap up, nhưng bên bán lúc này đã đẩy giá xuống sâu. Thân nến 3 nhận chìm thân nến 2. Nến 4 thất bại trong việc cố gắng tạo đỉnh mới cho xu hướng và cho thấy bên mua lúc này đã hoàn toàn kiệt sức. Giá bắt đầu giảm và xu hướng đảo chiều sau đó. Mô hình nến 3 con quạ đen, khi Black vào Candlelit Pattern. Mô hình nến 3 con quạ đen xuất hiện sau một đợt xu hướng tăng. Mỗi cây nến trong mô hình đều là các nến giảm giá có giá đóng cửa gần với giá thấp nhất trong cùng một cây nến. Giá mở cửa của mỗi nến trong mô hình nằm bên trong thân nến trước đó. Một biến thể hiếm gặp của mô hình 3 con quạ đen là cả 3 nến đều có giá mở cửa ngang với giá đóng cửa của nến trước đó. Quan điểm của Nielsen, 1991, trang 101 cho rằng dạng biến thể này là mô hình giảm giá mạnh. Biểu đồ minh họa mô hình 3 con quạ đen. Biểu đồ giá của Silver ETP, Silver cho ta ví dụ mô hình thi Black Yield đưa ra dự báo sớm về sự đảo chiều của xu hướng tăng trước đó. Trước khi xuất hiện mô hình, giá đã tăng trong 5 cây nến trước. Khi xu hướng tăng kết thúc, thị trường xuất hiện khoảng chống giá khi mở cửa vào ngày thứ 6 và giảm trở lại. Xóa sạch đà tăng trước đó. Trên biểu đồ là một ví dụ điển hình cho mô hình thi Black Yield. Mỗi cây nến giảm giá đều có giá mở cửa nằm bên dưới giá mở cửa nến trước và đóng cửa bên dưới thân nến giảm giá trước đó. Mô hình Bullish Counteract Liner, đường phản công tăng. Bullish Counteract Liner hay đường giao nhau tăng là mô hình hai nến xảy ra sau một xu hướng giảm và được xem là tín hiệu đảo chiều tại đáy. Bullish Counteract Liner là tín hiệu đảo chiều tại đáy không mạnh bằng một mô hình tương tự là mô hình xuyên thủng, piercing pattern. Nến đầu tiên là một nến giảm. Nến thứ hai mở cửa ở cách xa dưới giá đóng cửa của nến giảm đầu tiên, nhưng có sự phục hồi. Đóng cửa tại mức giá ngang với giá đóng cửa của nến đầu tiên. Có thể thấy, nến thứ hai là một nến tăng mạnh. Khoảng nhảy giá giảm vào ngày thứ hai đã cho bên bán một sự tự tin nhất định rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Nhưng bên bán đã bị bất ngờ, thay vì giá tiếp tục giảm, thị trường đảo chiều và lấp khoảng gap và đóng cửa tại mức giá ngang với giá đóng cửa của nến phía trước. Phe bán không thu hoạch được gì vào ngày này. Mô hình Bearish Counteract Liner, đường phản công giảm. Ngược lại, Bearish Counteract Liner hoặc đường giao nhau giảm là mô hình hai nến xuất hiện sau một xu hướng tăng và được xem là tín hiệu đảo chiều tại đỉnh. Đường phản công giảm là một tín hiệu đảo chiều tại đỉnh không mạnh bằng mô hình tương tự là mô hình mây đen bao phủ, Dark Cloud Cover. Nến đầu tiên là một nến tăng. Nến thứ hai mở cửa cách xa trên giá đóng cửa của nến tăng đầu tiên, nhưng sau đó quay đầu. Đóng cửa tại cùng mức giá với giá đóng cửa của nến đầu tiên. Có thể thấy, nến thứ hai là một nến giảm mạnh. Khoảng nhảy giá tăng vào ngày thứ hai đã giúp phe mua cảm thấy tự tin rằng xu hướng tăng vẫn tiếp diễn, nhưng bên mua đã bị bất ngờ. Thay vì giá tiếp tục tăng, thị trường đảo chiều đi xuống và lấp khoảng nhảy giá và đóng cửa tại mức giá ngang với giá đóng cửa của nến trước đó. Bên mua không đạt được trong ngày này. Biểu đồ minh họa Bullish Counteract Liner. Một đường phản công tăng được thể hiện ở biểu đồ trên của Financial Supplier ETP, SLS. Ngày đầu tiên của đường phản công tăng là một nến giảm dài. Ngày tiếp theo, giá tạo khoảng gap giảm,
nhưng phe mua có thể đẩy giá lên ngang mức đóng cửa của nến giảm đầu tiên. Nếu một trader kết hợp nến thứ hai của mô hình đường phản công tăng với nến tiếp theo, nến gập trung là nến thứ hai của mô hình xuyên thủng đâm hơn 2/3 nến giảm đầu tiên. Biểu đồ minh họa nến Bearish Counter Liner. Một đường phản công giảm được thể hiện ở biểu đồ trên của Action Mobile Sun. Một xu hướng tăng nhiều tuần liền trước khi xuất hiện mô hình đường phản công giảm. Một nến tăng tiếp nối một khoảng nhảy giá tăng. Tuy nhiên, bên mua không thể duy trì giá cao hơn giá mở cửa và bên bán đã tạo áp lực mạnh hơn đưa giá xuống ngang với giá đóng cửa của nến trước đó. Sau khi tạo đường phản công giảm, chính nến giảm xuất hiện theo sau. Video đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh để chúng tôi có thể hoàn thành những phần tiếp theo của quyển sách. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.